Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 24 tháng 10 đưa tin, ông Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Bản tin không giải thích lý do, chỉ cho biết quyết định miễn nhiệm ông Lý được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua. Trước bản tin này, ông Lý đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 8 năm nay. Theo báo South China Morning Post, hiện ông Lý Thượng Phúc vắng mặt trước công chúng với tin đồn đang bị điều tra về tham nhũng. Ông Lý được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 3 năm nay, thay thế người tiền nhiệm Ngụy Phương Hòa. Trong vòng 3 tháng qua, tại Trung Quốc đã xảy ra hai vụ miễn nhiệm cấp cao. Người bị mất chức trước đó là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương. Ông Tần bị thay thế bởi người tiền nhiệm Vương Nghị vào tháng 7 vừa qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã công bố quyết định miễn nhiệm vào cuối cuộc họp kéo dài 5 ngày, sau khi ông Lý không xuất hiện trước công chúng hơn 2 tháng. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ký sắc lệnh miễn nhiệm. Ông Phúc cũng bị cách chức Ủy viên Quốc vụ và Quân ủy Trung ương. Theo South China Morning Post, việc miễn nhiệm đã đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ của chuyên gia hàng không vũ trụ Lý Thượng Phúc. Trong đó, ông đóng vai trò quan trọng trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc. Ông Lý, 65 tuổi, là người ủng hộ chương trình hàng không vũ trụ của Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3. Ông thu hút sự chú ý toàn cầu với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý là người gốc tỉnh Giang Tây ở miền đông Trung Quốc. Cha của ông, Lý Thiệu Châu, là một cựu hồng vệ binh và cựu sĩ quan cấp cao của lực lượng đường sắt của quân đội Trung Quốc. Ông Lý Thiệu Châu nổi tiếng với việc góp phần xây dựng lại tuyến đường sắt hậu cần trong cuộc nội chiến và chiến tranh Triều Tiên. Ông Lý Thượng Phúc gia nhập quân đội năm 1978 khi ông vào Đại học Công nghệ Quốc phòng. Ngay sau khi tốt nghiệp năm 1982, ông gia nhập Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương với vai trò kỹ thuật viên. Ông Lý trở thành giám đốc trung tâm vào năm 2003 khi trung tâm trở thành điểm tự hào của chương trình Không gian của Trung Quốc. Năm 2007, ông phụ trách sứ mệnh Thường Nga 1, phóng tàu vũ trụ không người lái đầu tiên của Trung Quốc bay quanh mặt trăng. Trong nhiệm kỳ 10 năm làm giám đốc trung tâm, ông Lý đã giám sát nhiều vụ phóng tên lửa, bao gồm cả tàu thăm dò mặt trăng Thường Nga 2 vào năm 2010. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước CCTV năm 2010, ông Lý nói rằng ước mơ của ông là tiếp tục làm công việc của mình thêm 8 năm nữa và thực hiện thêm 100 vụ phóng tên lửa trước khi nghỉ hưu. Được đánh giá là người có đam mê với lĩnh vực hàng không vũ trụ, ông Lý lại được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Tổng cục Vũ khí GAD vào năm 2013. Tổng cục Vũ khí khi đó là cơ quan hàng đầu của quân đội Trung Quốc, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách và giám sát việc thiết kế, phát triển, sản xuất và mua sắm hệ thống vũ khí. 3 năm sau là một phần trong kế hoạch cải tổ Bộ Chỉ huy cấp cao của quân đội mà Chủ tịch nước Tập Cận Bình vạch ra. Tổng cục Vũ khí được tổ chức lại thành Cục Phát triển Trang bị EDD của Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, ông Lý đã được giao một công việc còn quan trọng hơn. Thay vì gia nhập Cục Phát triển Trang bị, ông được thăng chức làm Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược mới thành lập, một cơ quan tinh nhuệ được ông Tập Cận Bình giao nhiệm vụ dẫn đầu nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Một năm sau, ông Lý được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ phận Thiết bị của Quân ủy Trung Quốc. Ông giữ vai trò này từ năm 2017 đến năm 2022. Ông bị Mỹ trừng phạt vào năm 2018 với cáo buộc mua vũ khí từ Nga. Khi còn nắm quyền lãnh đạo quân đội, ông Lý vẫn tham gia chương trình không gian của Trung Quốc, bao gồm việc phát triển tàu thám hiểm Thường Nga 4 hạ cánh xuống vùng tối của mặt trăng, một vùng mặt trăng chưa được khám phá trước đây vào tháng 1 năm 2019. Ông cũng là chỉ huy trưởng của sứ mệnh không gian có người lái Thần Châu 12 của Trung Quốc, đưa 3 phi hành gia tới trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 6 năm 2021. Là gương mặt đại diện của quân đội Trung Quốc, ông Lý đã tích cực hoạt động ngoại giao quân sự kể từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3 năm 2023. Ông đến thăm Ấn Độ vào tháng 4 và tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, chuyến thăm đầu tiên tới nước này của một Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kể từ khi xảy ra đụng độ ở thung lũng Gawan, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng vào tháng 6 năm 2020. Ông Lý cũng đã xây dựng mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Nga với 2 chuyến thăm Moscow và 3 cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu trong 6 tháng. Hai bộ trưởng cam kết tăng cường hợp tác quân sự bất chấp áp lực ngày càng tăng từ phương Tây do Mỹ dẫn đầu về việc Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Ông Lý đến thăm Belarus vào tháng 8. Vào tháng 6, ông Lý dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc tới đối thoại Shangri-La ở Singapore, nơi ông gặp người đồng cấp Singapore, người Engel và các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Nhưng ông không chính thức gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và từ chối cuộc gặp bên lề với ông chủ Lầu Năm Góc tại hội nghị. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Lý trước công chúng là vào cuối tháng 8 khi ông tham dự diễn đàn an ninh Trung Quốc-Châu Phi ở Bắc Kinh.
Tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 14 diễn ra ngày 12 tháng 3, Thượng tướng Lý Thượng Phúc đã được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Ngụy Phượng Hòa. Trước khi trở thành Bộ trưởng, ông Lý Thượng Phúc đảm nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Chi viện Chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Việc bổ nhiệm ông Lý Thượng Phúc vào vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho thấy Trung Quốc ngày càng chú trọng đến phát triển công nghệ phòng thủ hàng không vũ trụ. Ông Lý Thượng Phúc từng giữ các chức vụ tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Dương, trong đó có việc giám sát hoạt động phóng tàu thăm dò mặt trăng và tên lửa chống vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc. Ông Lý Thượng Phúc sinh tháng 2 năm 1958, quê gốc ở huyện Hưng Quốc, quê hương của nhiều vị tướng của Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 6 năm 1980, nhập ngũ tháng 2 năm 1982. Năm 1982, ông tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, làm việc tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Dương, tỉnh Tứ Xuyên với vai trò kỹ thuật viên. Tháng 12 năm 2003, ông trở thành giám đốc trung tâm ở tuổi 45. Năm 2006, ông Lý được phong quân hàm thiếu tướng. Trong 10 năm lãnh đạo Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Dương, ông Lý Thượng Phúc đã giám sát nhiều lần phóng tên lửa, bao gồm tên lửa đẩy Long March, Trường Chinh 3C đưa tàu thăm dò mặt trăng không người lái thứ hai, Thường Nga 2 vào quỹ đạo năm 2010. Tháng 2 năm 2016, ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Chi viện Chiến lược của quân tháng 2 năm 2016. Ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Chi viện Chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lực lượng Chi viện Chiến lược được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2015. Đây là một lực lượng chiến đấu được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo giành ưu thế tác chiến về không gian, vũ trụ, không gian mạng và không gian tác chiến điện tử trên chiến trường, xây dựng hệ thống thông tin và đảm bảo thông tin trong chỉ huy tác chiến, thực hiện chi viện chiến lược, đảm bảo vận chuyển chi viện chiến lược, vận chuyển bộ đội, trang bị, vũ khí và đảm bảo hậu cần trong tác chiến. Đây là lực lượng chiến đấu mới để bảo đảm an ninh quốc gia và là một bước tiến quan trọng trong năng lực tác chiến của quân đội Trung Quốc. Cũng trong năm này, ông Lý Thượng Phúc được phong quân hàm trung tướng. Năm 2017, ông Lý Thượng Phúc đảm nhận chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Dự án Hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo lực lượng chi viện chiến lược đảm nhiệm cương vị này. Trước đó, vị trí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng này thường do lãnh đạo cơ quan phụ trách trang bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ của Trung Quốc đảm nhận. Tháng 9 năm 2017, ông Lý Thượng Phúc đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Năm 2019, ông Lý Thượng Phúc được thăng quân hàm thượng tướng. Năm 2021, ông Lý Thượng Phúc đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Dự án Hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Thông báo về việc ông Lý Thượng Phúc bị mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi phái đoàn Lầu Năm Góc tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn an ninh khu vực Hương Sơn từ ngày 29 đến 31 tháng 10, mở đường cho cuộc đối thoại quân sự cấp cao vốn bị đình trệ từ lâu giữa hai bên. Ông Lý, 65 tuổi, là người bị chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump áp lệnh trừng phạt vào năm 2018 liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga. Cho tới nay, phía Mỹ vẫn chưa xóa bỏ lệnh trừng phạt đối với ông Lý. Hiện, chưa rõ ai sẽ thay thế ông Lý Thượng Phúc nắm giữ vị trí người đứng đầu quân đội Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc đang trải qua quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu đưa quân đội Trung Quốc trở thành lực lượng chiến đấu hàng đầu thế giới vào năm 2049, đồng nghĩa sánh ngang với quân đội Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.